Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ người đối với bà Vũ Thị Thúy, 40 tuổi, trú tại Hà Nội. Bà Vũ Thị Thúy, tổng giám đốc công ty bất động sản Nhật Nam, hiện giữ vị trí lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp khác. Trước khi bị tạm giữ, bà Thúy cùng người thân và công ty đã hoàn tất việc bán cổ phần tại công ty cổ phần sông đà 1.01 mã SCC. Cá nhân này hiện chỉ sở hữu vỏn vẹn 22 cổ phiếu SCC. Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, bà Thúy có hành vi đưa thông tin sai sự thật và công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn vi phạm khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Bà Vũ Thị Thúy là tổng giám đốc công ty bất động sản Nhật Nam, đồng thời giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 1.01 SGC, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà Invest, tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang. Trước khi bị tạm giữ, bà Thúy và công ty sông đà Nhật Nam đã hoàn tất thoái vốn khỏi công ty sông đà 1.01. Cụ thể, ngày 4 đến ngày 25 tháng 8, Nhật Nam đã bán 240.800 cổ phiếu SGC, qua đó không còn là cổ đông của sông đà 1.01. Động thái của Nhật Nam diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu SGC phục hồi tích cực từ đầu tháng 8, sau chuỗi giảm liên tiếp từ cuối tháng 6. Hiện SGC đang trong diện hạn chế, chỉ được giao dịch thứ 6 hàng tuần. Trước khi Nhật Nam rút khỏi sông Đà 1.01, bà Vũ Thị Thúy cũng hoàn thành thoái toàn bộ 23,5% vốn không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này từ ngày 31 tháng 3. Vừa qua, sông Đà 1.01 thông báo hoãn họp Đại hội Cổ đông Thường niên lần thứ hai vào ngày 27 tháng 8. Lý do, Hội đồng Quản trị yêu cầu bổ sung thêm nội dung kinh doanh. Công ty đang tiến hành xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động để Hội đồng Quản trị họp thống nhất. Thời gian cụ thể tổ chức đại hội chưa được công bố. Theo tờ trình đại hội cổ đông thường niên 2023, sông Đà 1.01 muốn xin ý kiến về việc miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị của bà Vũ Thị Thúy. Lý do, theo điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đại chúng và công ty cổ phần do nhà nước nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần biểu quyết sẽ không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc hoặc tổng giám đốc. Như vậy, bà Vũ Thị Thúy lựa chọn thôi chức chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu được thông qua, bà Thúy chỉ còn giữ vị trí tổng giám đốc, người đại diện pháp luật tại sông Đà 1.01. Theo công bố thông tin, bà Thúy còn là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang, cổ đông lớn đang nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu SGC, tương ứng tỷ lệ 14,69% vốn. Được biết, bà Vũ Thị Thúy là vợ của ông Phạm Khánh Phương, tức ca sĩ Khánh Phương những nội dung chính vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại